Dạ, ở đây cô chú anh chị, hiện tại thì nhà chú Phước Thiện có chia sẻ đến một hoàn cảnh gia đình của cô và chú. Thì nhà cũng không biết cô ở đâu, nhưng mà thực chất cô đang ở đây là phường 8. Thì vô thì nhà thấy là cô cũng là cùng đồng hương xứ Hòa Thành cùng với nhà. Dạ, thì con chào chú nha. Thì ở đây hoàn cảnh hồi trước giờ, chú có chia sẻ lần nào chưa ạ? Có chia sẻ một lần rồi, trước đó thì mấy anh chị kia có hỗ trợ cho được một cái nhà là trị giá 25 triệu. Dạ. Nhưng mà chưa có đất để xây dựng được thì không có lấy cái đó để nhường lại cho người khác. Đó, là được hỗ trợ các được nhà. Được hỗ trợ các nhưng nhà. Mà không có đất. À, không có đất cắt thì cho thì không nhường lại, nhường lại cho người khác, và chỗ này hiện giờ là mướn chỗ ở một tháng là 1 triệu. Dạ. À, 1 triệu đồng. Ừ. Dạ thì chú ơi cho con hỏi là con trước đó chú đã từng chia sẻ rồi đó. À, thì hoàn cảnh gia đình này như thế nào chú? Hoàn cảnh này thì anh Giang này thì đi làm hồ, thì ngày nào ăn ngày đó, thì chỉ thì bệnh bị ung thư, bây giờ khối u lên não nhưng mà chưa u khối u lên đầu nhưng mà chưa có sang qua não, nằm méo ngoài, thì vô xạ trị hết một lần rồi mổ, bị bú cần cổ sao mổ vòng vòng đây, nói chung ra cũng bệnh nặng lắm. Đó. Dạ thì bây giờ con với chú vô trong chia sẻ. Rồi rồi rồi, dạ chào chị. À, chào. Dạ. Giang đâu vậy? Gì đâu? Dạ dạ. Dạ thì mình chắc ngồi ở đây luôn đi. À, ngồi đi, ngồi đi. Cũng mượn cái mình cái. À, cho em hỏi chị ở Hòa Thành là chị ở khúc nào chị? Dạ ở Hòa Nam. Hòa Nam hả? Dạ. Em trên đây thì ấp Tân Phong thì cũng gần chị trên cống Hòa Thành. Dạ. Chị năm nay em bao nhiêu tuổi chị? Dạ em 46 tuổi. À. Chị tên tên gì ha? Tên Trương Thị Gõ. Gõ, còn ông xã thì anh Giang ha. Ông Nguyễn Kiên Giang. U, cô chị có thể dập cái cổ này. Dập không vậy thôi, vậy được rồi, vậy được. Cái cổ, bả cho mổ cái cổ nguyên cái cổ luôn của chú anh chị. Dạ, hồi đó u ác rồi mổ với Cà Mau một lần. Dạ. Rồi nó mới đi chuyển ra Cần Thơ. Cần Thơ nó nói ác là lan qua như nó về mổ một lần nữa. Dạ. Rồi nó mới xạ chị. Ủa xạ sao chị mà bây giờ có nghĩa là chị khó thở quá hay sao chị? Dạ nên tại vì nó cắt hết tuyến giáp hai bên đây rồi, cho nên bác sĩ nói là nó bị nghẹt nghẹt cái tuyến mình vậy đó. Dạ. Là phải uống thuốc suốt tới suốt đời tới chết luôn vậy. Là chị trước đó cho em hỏi là chị có xạ trị chưa? Dạ có xạ trị ba lần này. Ba lần xạ trị rồi chú. Rồi bây giờ vô thuốc là bữa đó mà em hỏi bác sĩ nói cái này là không phải là xạ trị mà nó quá trị rồi. Quá trị hả? Dạ. Tại vì nó có cái u hồi đó nó nằm đây. Dạ. Rồi nó mới ặn lên trên đây. Dạ. Mà bác sĩ nói là bây giờ nó không mổ được. Dạ. Tại vì nó đi là nó có cái nó ác, nó dị căn. Nó ác mà nó có cái nó đi là nó có cái mục mấy mục nhỏ 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 như là bác sĩ nói như hộp gạo mà mình giải cái nó mấy cái tấm con sao vậy đó. Tự nhiên nó nhảy ha. Dạ rồi mổ là nó rộng mấy cái đó thì nó nhảy ra trên đầu không có được mổ được. Dạ. Nó ảnh hưởng tới cái gì màng não mình đó. Dạ. Ủa thì anh chị có con không hai anh chị? Dạ có hai đứa mà một đứa thì có chồng rồi, một đứa thì ở với bà ngoại đi học. Dạ. Học mình cho nó nghỉ mà nó xin cho nó học. Nó học nó tự đi làm ơn, nó làm mượn ngoài quán ra kiếm tiền mua sổ đó nè. À. Năm nay vô 11. Năm nay vô 11. Hồi em bệnh bây giờ là nó không có nó tự làm ơn, nó kiếm tiền mua dặn sổ hơn luôn á. Cháu đang học ở Cà Mau mình đi luôn ha. Nó tự đi nạp hồi lúc em mở là nó tự nạp hồ sơ vô trường bán công Cà Mau nó học á. Dạ. Nhưng tự đi học rồi đúng không? Là cháu ở nhà trọ riêng hay là ở đây với anh chị? À, không, nó ở với bà ngoại gì. À. Lâu lâu nó mới chạy ra nó làm như để kêu đi mua thuốc hay hoặc là chích gì đó. Nó mới chạy ra nó mua thuốc đi chích đồ. Bà ngoại thì ở trong Hòa Nam? Dạ, bà ngoại ở ngay ấp Hòa Nam luôn. Dạ. Tại vì bà ngoại có được cái nền nhà. Rồi mới cất được cái nhà đó rồi ở với bà ngoại. Dạ. Dạ. À, chú ơi cho con hỏi á, là mình biết cái hoàn cảnh này á là cũng y chang như lời nãy chú nói á. Đúng rồi. Là lợi hỗ trợ là trước đó là căn nhà 25 triệu. Ừ. Đúng không chị? Dạ. Dạ. Nhưng dạ. Mà nhà mình thì không có đất. Dạ. Thì anh chị mới nhường lại. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì như chị bây giờ liệu trình điều trị của chị á
là như thế nào chị ha, có thể? Dạ đi lên điều trị là mà như xét nghiệm này kia thì người ta cũng miễn bảo hiểm, tại vì có cái bảo hiểm xã đã cho rồi. Dạ. Mà con cái mua thuốc mà mất mua ơi, nó một liều 4 triệu là mình phải xuất ra 2 triệu mấy vậy đó. Dạ. Rồi ở trên Cần Thơ là mướn trọ ở chứ không có bệnh viện, nó chặt quá. À. Mình vô thuốc xong mình ra mình mướn trọ ở rồi mua đồ ăn này lặt vặt chứ mua thuốc uống thêm đồ. Được rồi em đi là về là 8 triệu là nói thiệt là anh Khởi này gửi cho mượn 3 triệu. À. Dạ, có chế là chị chuyển cho mượn 3 triệu anh bà không có tiền luôn là còn một nói 180 ngàn. Dạ. Không có tiền về xe luôn, nếu chưa ăn nếu như ăn là không có tiền về xe. Mà nếu như vậy xe đặt xe thì không có tiền ăn, ngồi suy nghĩ hoài luôn mà. Tôi có trời có đặt thiệt, có tính xin người ta 100 ngàn về xe mà không dám xin. Dạ. Yeah. Thì ông mới điện, cho em ông gửi cho 1 triệu. Dạ. Yeah. Yeah. Mà đi cái mấy đợt trước anh Khởi cũng có hỗ trợ, có một đợt anh Khởi cho là chuyển lên ở trên đó là người chị cái đầu anh Khởi cho là 4 triệu. Dạ. Chỉ mà cho 4 triệu và dạ, anh Phước Thiện gửi cho 4 triệu với một đợt trước nó anh Phước Thiện cũng cho là 6 triệu nữa nhờ anh Phước Thiện nói chung được trong khoảng thời gian xin trình dạ. Bày hết hồi đó giờ sao có trình bày hết hai vợ chồng nó cũng ông đi bận hộ người bệnh đâu có đủ ăn đủ sợ chị bệnh đâu anh Phước Thiện giúp gạo ăn là hồi đó giờ là mấy năm luôn rồi đó 4-5 năm luôn anh Phước Thiện cho không rồi rồi đồ ăn này kia đồ rồi có khi nói tiền đồ này kia là không có tiền là chạy vô anh Phước Thiện nữa là anh cho ăn vài trăm triệu vậy đó về rồi đóng tiền điện rồi mà mua đồ ăn đồ nói vô anh Phước Thiện là hồi đó giờ hai chồng anh Phước Thiện rồi giúp hai chồng em nhiều lắm mà thời gian đã giúp chị là 4 năm trời nay ba 4 năm luôn đó em. Ở nói trời. Có anh Phước Thiện này em không bây giờ em nói thêm nữa có nhờ hai chồng anh Phước Thiện là giúp em gạo ăn thôi được thôi hồi đó tới giờ luôn. Dạ. Dạ. Còn rồi bây công giờ việc chính của anh Giang là anh đi làm gì chị? À, ông chồng em không đi làm hồ. Làm hồ. Dạ. Ai mướn gì làm đó. Dạ mà mờ kêu ông như dọn cỏ hay là này kia đồ là ông không làm hết. Dạ. Dạ. Nhưng bây giờ em hỏi luôn ha, là thời gian gần nhất ở đây là chị điều trị và khám là khoảng thời gian bao lâu rồi chị? Dạ mới đi bữa 15 tây tháng rồi. Dạ. Dạ bây giờ bác sĩ kêu đưa về mua thuốc uống. Dạ. Rồi đúng liều thuốc đi là đúng 1 tháng là phải lên trở lên đặng coi khám lại là đặng vô thuốc tiếp. Dạ. Rồi và em cũng khổ quá đi rồi bây giờ em nhờ bên anh Phước Thiện với bên anh trên mà và giúp cho em coi. Rồi có cộng đồng mạng nào thương cho em như chút định đang tới 15 tây này em đi nữa. 15 tây tháng 9 này ha. Dạ. Thì đây cô chú anh chị hiện tại nhà cũng có thật. Dạ, qua cái hoàn cảnh này quá. Thì từ cái trang chủ chú Phước Thiện đã giới thiệu đến cho nhà thì trước đây chú Phước Thiện đã giúp cho hoàn cảnh gia đình đã là 3-4 năm nay rồi, hầu như là cơm gạo rồi tiền thuốc tiền men này nọ đủ thứ hết. Dạ. Thì hôm nay thì chú Phước Thiện có chia sẻ thì nói chung là hoàn cảnh của chị cũng đã đến điểm là thực sự là khó khăn rồi. Đúng. Thì em nói thật với chị luôn, riêng cái bệnh này thì bác sĩ cũng đã nói với chị rồi đúng không, bệnh này nếu mà thực sự có tiền mà điều trị đó thì nó sẽ có thể có hiệu quả, còn mình không có tiền điều trị nằm bữa này thì càng ngày nó sẽ càng phá sức nhảy. Thì theo chú á là bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho hoàn cảnh của chị trên kêu gọi nhờ cộng đồng mạng có thể hỗ trợ, tại vì hai chú cháu chỉ là cái cầu nối thôi của chú anh chị chứ giúp không thể nào giúp nổi chú ạ. Đúng. Tại vì không có được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì hai chú cháu mình cũng không làm nổi luôn. Đúng, đúng rồi, nhà Mạnh Thường Quân hỗ trợ trong và ngoài nước. Dạ. Thì Phước Thiện cũng nói với tất cả cô chú anh chị và đồng thời trong và ngoài nước là cộng đồng mạng, thì trước đây Phước Thiện cũng hỗ trợ cho gia đình này là 4-5 năm rồi phải không chị? Dạ. Tiền thuốc men và đồng thời gạo ăn hàng ngày hoặc là cá rồi như là thịt tất cả phải không? Dạ. Dạ. Đó sao Phước Thiện nói gì? Dạ. Chị cũng biết rồi. Rồi trong khoảng thời gian trước đó là chị là mượn người ta 10 triệu phải không? 10 triệu đó là một ngày bao nhiêu? Mình nói luôn, nói cho hết. Dạ, 10 triệu hồi đó là mượn 10 triệu là một tháng đóng 1,5 triệu. À, 1,5 triệu. Dạ. Là như vậy có chú anh chị biết. À, 1 ngày là 1 ngàn.
thì khoảng thời gian 10 triệu đó là Phước Thiện cho chị là thời gian bao lâu rồi? Dạ anh Phước Thiện có cho em mượn là nói là một em hứa là một năm à. Mà một năm cái mận ấy không có trả gì à. Kéo dài luôn tới giờ à. Là đã là 4 năm à, 4 năm rồi đó. Dạ. 4 năm rồi không em vẫn nhớ luôn tới giờ luôn à, nhưng mà em không cả nổi. Dạ. Đó, phải không? À, dạ. Vậy là 1 triệu, 10 triệu một tháng 1 triệu rưỡi phải không? Dạ. Mà nếu Phước Thiện không có đưa cho chị để trả cho bà con đó thì chắc có lẽ là đóng lãi là 1 tháng 1 triệu rưỡi rồi làm sao đóng nổi. Đúng không? Dạ. À, thời điểm đó là đưa cho chị là tiền đó là ở chỗ nào thì Phước Thiện cho chị đưa 10 triệu chị trả người ta đó, ở đâu nhớ không? Dạ anh đưa ở đàng quán à. À đàng quán. Thời dạ. Thiện nói sao mà phải đưa? Dạ anh Phước Thiện nói là thấy hai chồng cũng khổ quá mà hỏi đóng lời người ta anh Phước Thiện cho mượn cho mượn rồi trả cho người ta đặng hỏi đóng lời rồi mần rồi có thì em có hứa anh Phước Thiện không có kêu là bao lâu trả nhưng mà em tự hứa em nói vậy thôi anh cho em mượn thì em đừng mang ơn hai chồng anh mà để em hứa là một năm rồi em mần rồi em vô hội đặng năm số không trả mà mặn rồi đúng một năm rồi tới giờ luôn cũng không có trả nổi cho anh Phước Thiện. Anh Phước Thiện cũng không có đòi luôn nữa. Mà tới giờ luôn là 4 năm rồi. Dạ. Rồi thì nói với cô chú anh chị như thế này, bây giờ hoàn cảnh của chị Ngõ hả? Dạ Gõ. Gõ với là anh Giang, đây là nhà mướn một tháng bao nhiêu chị? Dạ 1 triệu à. 1 triệu thì chị, cái căn bệnh của chị là ngặt nghèo thì anh Giang thì làm ngày nào ăn ngày đó thì con thì đang học nhưng mà không có lo cho đứa con gái nữa. Thì con đứa con gái là bao nhiêu tuổi? Con gái nhiêu tuổi? Dạ năm nay nó 17 tuổi. 17 tuổi tự diễn để đi làm thuê làm mướn để có tiền đi học anh. Thấy không? Thì anh đã làm nuôi chị mà không đủ nữa thì căn nhà này mướn đó cô chị 1 tháng 1 triệu phải không? Dạ. 1 triệu thì làm bây giờ rất là khó khăn. Thì Phước Thiện sẽ cung cấp à, cho chị là ăn gạo hàng ngày chứ gì đúng không, hàng tháng dạ. Thì có cái gì thì cho cái đó thì cô chú anh chị cũng xem cái video này, cô chú anh chị gắng giúp đỡ cho gia đình của ông chị này đó, nói chung là bệnh ngặt nghèo khó lắm cô chú anh chị. Thì như thế này chị Gõ, em nói thế này ha, thì hiện tại hai chú cháu em cũng là cầu nối của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, thì trên video hôm nay cô chú anh chị cũng phát tâm để hỗ trợ đến gia đình của chị để cũng có điều kiện để chị ra điều trị khám mình như hàng tháng đúng không chị? Dạ. Dạ cho mỗi là một tháng vậy đó. Là thường là chị đi khám gì là chi phí khoảng bao nhiêu? Dạ một tháng là đi là người mà người có 3 triệu mấy 4 triệu mà tại chị hôm đó không có tiền rồi em dồn lại 3 tháng mới đi đi Cần Thơ. Đi dưới này không à, không có tiền rồi đi dưới này đi vô bệnh viện Cà Mau mình đâu nè. Vòng vòng dưới này không có tiền đi chợ rồi cái 3 tháng mà đi lên chợ rồi đi lên chỉnh nó xạ hình đầu lại nó làm lại hết luôn là tiền thuốc rồi luôn là 7 triệu mấy đó. 7 triệu mấy là em đóng gội trơn luôn là em còn 180 ngàn để về xe với ăn mà em chưa ăn. Dạ đấy. Rồi cái đó thì nãy dạ, rồi thì đây dạ. Chúng chị trên tay nhà cầm đây là nguyên một sách. Cái bọc giấy là mà nó kêu tháng tới là phải đúng lên một tháng lên đừng có để như là rồi nữa dạ là giấy tờ này là giấy khám bệnh này nọ của bệnh viện nha, to thuốc này nọ và tất cả những đơn giá hôm nay tiền này nọ thì nhàn cũng xác nhận đúng là chị nói là đúng là chị cái chế độ bệnh của chị ở cái căn bệnh của chị trong này là có hết. Thì như thế này hôm nay em đến với gia đình thì em cũng không có trước vấn đề gì tại vì mình em cũng chỉ là cầu nói thôi. Đây cả nhà nhìn u ác của tuyến giáp, suy giáp điều trị u ác của tuyến giáp nha, đang di căn nha quý vị, đang di căn lên não. Thì em nói chị Gõ hoàn cảnh thì hầu như em và chú đi hỗ trợ rất là nhiều hoàn cảnh, không phải riêng một hoàn cảnh nào. Thì khi hoàn cảnh nào được cô chú anh chị phát tâm đến với gia đình thì lúc đó chú cháu sẽ em sẽ chung tay nhau để gửi gắm tình yêu thương của cô chú anh chị đến với gia đình. Thì em nói thật đó anh chị nè, nghèo thì Cà Mau mình nói riêng và cả nước nói chung như là nghèo, rất là nghèo dữ trời lắm đó. Nhưng mà để hỗ trợ giúp đỡ thì có lẽ là phải nhờ mạnh thường quân hỗ trợ nổi. Dạ dạ chú Phước Thiện có thể nói đôi lời gì bây giờ như thế này thì Thiện cũng cầu mong cộng đồng mạng trong và ngoài nước để hỗ trợ cho chị như là tiền thuốc men
hoặc là ví dụ như là được nhà cửa. Trước đó thì Phước Thiện có làm một việc cầu nói phải không? Dạ. Để giúp cho chị là một căn nhà, nhưng mà căn nhà đó như vậy là bà con của chú anh chị cũng hỗ trợ, nhưng mà 25 triệu đồng. Dạ. Nhưng mà cái đó thì không có đặt để đặt phải không? Dạ. Thì cái đó dường lại cho người khác. Dạ. Thì bây giờ là chị Phước Thiện sẽ cho chị một miếng đất, thì bề ngang là 4,5 mét hoặc 4 mét, bề dài thì có khoảng 20 mét đó. Thì bây giờ Phước Thiện sẽ cho gia đình của anh này, anh chỗ anh Giang chị ngõ, để có một cái chỗ nương tựa, và đồng thời sau này chị có qua đời có cái chỗ là để thờ phượng, hoặc là như thế nào đó. Cô chính chị bây giờ còn thiếu một cái khoản tiền để cấp nhà đó cô chú anh chị đó, thì Phước Thiện là cũng cho một cái miếng đất đó đó, để là cho anh với chị này để có một cái chỗ ở đó, là đất của chú cho luôn, cho luôn. Dạ rồi. Dạ, dạ, theo chú nghĩ á, là có miếng đất như vậy á, thì cắt cái nhà là khoảng bao nhiêu chú ha? Nếu cái cắt cái nhà đó, nếu tạm bợ đó, thì cái đó còn khoảng bao nhiêu tiền? Giang lúc trước cho 25 triệu thì không có chỗ cắt phải không? Thì mình nhường lại cho người khác rồi. Bây giờ nếu bề ngang 4 mét đi, hè 4 mét 1,5 đi, thì mình tầm cỡ đó, dài là có khoảng 20 đi được rồi phải không? À 20 đi. Đó, có khoảng bao nhiêu tiền? Trăm mấy hả? Trăm mấy nhiều không? Còn nếu mà cột tường, nếu mà không có đất nào thì cắt cho đơn giản, diện tích này kia thì nó cũng thì bản nó đó. Không, bây giờ như thế này nè, nếu mà căn nhà ngang 4,5 đi, chạy dài 20 mét là 90 mét vuông, mà nếu bên con thường làm á, sẽ như anh Giang không biết, anh Giang kêu thợ làm, thì cái giá tiền anh Giang nói là đúng, đúng. Còn bên em sẽ có thợ để hỗ trợ thiện nguyện, họ không an tâm cho anh. Bên đây bỏ vật tư thì căn nhà nó rơi vào khoảng 70 triệu một căn nhà, nó là như vậy. Thì mọi người hỏi tại sao, thì nó thật với chú anh chị, họ nhận á, họ làm thì phải có lợi nhuận cho họ. Còn ví dụ thiện nguyện làm mà tất cả bằng cái tâm, họ không công bỏ sức ra làm đó, thì nó sẽ là nằm trong phạm vi đó. Thì cả nhà cũng thông cảm, trời đang mưa nha. Thì là như thế này, em đến hôm nay em đến gia đình của anh với chị, trước đó là cũng chúc sức khỏe anh chị ha, và cũng theo lời của chia sẻ của kiến thức thì sự thật là đúng như vậy. Thì em đến đây đầu tiên đó là những cái chút quỹ của má thí ở Mỹ, rồi đến gia đình chị là tôi mua một số tiền để có tạm thời chị lên mua thuốc men uống cho đỡ đau nhất đó. Còn sau khi cái video này thì được chú chị phát tâm hỗ trợ đến gia đình đó, thì lúc đó em sẽ đến đỡ tình yêu thương của chú anh chị, đến đỡ cho gia đình chị. Thì cái này chú chị luôn, trong bóp em là còn 1,01 triệu, thì chắc là chị cầm 1,000,000 giúp giùm em ha, em còn 1,000 để bỏ túi, không là mưa cái là tốt là sạch luôn. Thì đây là của má nuôi em là má Thúy ở bên Mỹ á, để đến cho cha chị tình cảm hạnh phúc từ Mỹ ra. Nói có sách. Dạ vậy thì đây. Còn cảm ơn giờ là cô Thúy ở bên Mỹ đã gửi cho chúng ăn tiền hỗ trợ cho con mua thuốc uống. Dạ con cảm ơn chị. Em nói cảm ơn anh Khởi là cho em cái nhà đặng em có chỗ đặng em ở, đặng Khởi mà mướn rồi nhà ở rồi bệnh hoạn đồ nó cũng có chỗ để ở. Dạ sau giờ hôm nay nếu mà được chị phát tâm của chú anh chị gửi đến gia đình, thì chú có đồng hành cùng với con không? Mình có thể đồng hành với nhà hai chú cháu đồng hành để hỗ trợ cho những người hoàn cảnh khó khăn, và đồng thời sau đâu là đồng thời cô mình hiểu nắm đất cô chú anh chị rất là còn rất là khó khăn, chứ là không thể hại tình trạng nó nổi. Dạ có thể mong rằng tới đây cô bác anh chị trong và cả nước thì hãy hỗ trợ cho những người hoàn cảnh đó. Chú thể rất là cảm ơn cô chú anh chị trong và ngoài nước rất nhiều. Chú thể không biết nói gì hơn, chú thể cũng cảm ơn cô chú anh chị trong và ngoài nước, chúc cô chú anh chị là sức khỏe nha.